Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Tùng Sơn. Và trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để mình có thể đăng ký được tài khoản Payoneer và nhận được 25 đô la miễn phí từ tài khoản này. Và như chúng ta cũng đã biết rồi đó thì tài khoản Payoneer đây là một cái tài khoản mà chúng ta có thể thanh toán được quốc tế các bạn. Đó, khi mà các bạn nhận được tiền từ Clickbank, Amazon, FBA hoặc là những cái hình thức thanh toán khác từ ở trên quốc tế thì nó sẽ chuyển tiền về Payoneer. Và đặc điểm đây á, là nó là một cái hệ thống mà chúng ta có thể nhận được tiền với số lượng lớn hơn so với cả PayPal đó, nên á, thường là những cái người mà họ bắt đầu họ sử dụng Payoneer thì nó sẽ nhiều hơn, thông dụng hơn rất là nhiều các bạn. Và khi mà các bạn á, sở hữu cái thẻ Payoneer thì nó có đặc điểm á, là các bạn sẽ được rút tiền đâu đó chỉ khoảng 1 cho tới 2 ngày trong cái giờ làm việc của họ thôi. Và đặc biệt hơn nữa đó, thì khi mà bạn đã sở hữu cái thẻ này thì đồng nghĩa với cái việc là bạn đang có một cái thẻ thanh toán quốc tế đó, và khi mà bạn đăng ký với nó đó, thì bạn sẽ được nhận một cái thẻ cứng hoàn toàn miễn phí đó. Thì khi mà trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn từng bước một, step by step, để làm sao đó bạn có thể đăng ký được tài khoản Payoneer và nhận được 25 đô la miễn phí như thế nào nha. Đấy, thì bây giờ này, cái đầu tiên là chúng ta cần phải chuẩn bị, đó là mình đã cần phải trên 18 tuổi hoặc là đã đăng ký, hoặc là bạn cũng có thể đăng ký cái thông tin của người thân của mình để bắt đầu. Cái số 2 là bạn cần phải chuẩn bị trước, đó là email và số điện thoại thường xuyên sử dụng của bạn. Số 3 là bạn cần có chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe hoặc là hộ chiếu để các bạn có thể điền vào cái số sau này bạn có thể xác thực được cái tài khoản Payoneer của bạn nha. Và thêm một cái điều nữa, đó là số 4, đó là bạn đã cần phải có cái địa chỉ thông tin cụ thể của bạn để sau này các bạn có thể nhận được cái thẻ cứng đó. Cái thẻ cứng nó giống như cái thẻ ngân hàng của các bạn đó. Và cuối cùng số 5 là bạn đã cần phải có cái tài khoản ngân hàng nội địa ở Việt Nam, thì mình hay thường dùng là ACB, VCB hay là Vietinbank, thì ba cái ngân hàng này nó khá là phổ biến, nên nếu bạn đăng ký ba cái thẻ này để sau đó mình kết nối với cái tài khoản Payoneer, sau đó thì tiền chuyển về Payoneer và sau đó chúng ta rút tiền về cái trong những cái tài khoản này nha. Còn nếu như bây giờ mà bạn nó chưa có thì mình có thể ra ngân hàng và đăng ký sau cũng được đó, ra ngân hàng đăng ký sau cũng được. Thì bây giờ nếu như bây giờ bạn nó chưa có tài khoản Payoneer thì bạn hãy bấm vào đường link phía bên dưới video của mình. Đó, thì hiện tại thì mình đang liên hệ với cả bên đối tác của bên Payoneer. Thì ở đây là chúng ta thấy có một cái chương trình là khi mà các bạn đăng ký tài khoản Payoneer sau này bạn có thể là nhận được 25 đô la từ họ đó. Thì điều kiện là làm sao để bạn có thể được nhận đó, điều kiện đây là có nghĩa là trong cái tài khoản của bạn lúc này bạn đâu đó có thể là có 50 đô, 100 đô, 500 đô hay 1.000 đô rồi đấy, thì các bạn sẽ được nhận 25 đô từ Payoneer, họ sẽ tặng thêm cho bạn tiền mặt vào. Đó, tuy nhiên rằng là hiện tại thì mình cũng đang liên hệ với cả bên đối tác ở bên Payoneer và có thể họ sẽ nâng cấp cái tài khoản đường link liên kết của mình lên, và nó có thể nâng cấp lên được là bạn sẽ được nhận 100 đô la trên một lần như vậy. Đấy, thì cái này thì mình đang liên hệ nha các bạn. Đó, thì mình có để đường link đăng ký phía bên dưới video này, bạn có thể bấm vào đường link bên dưới video. Thì sau đó nó sẽ ra cái đường link để chúng ta có thể tới cái giao diện để mình đăng ký tài khoản Payoneer. Thì bây giờ chúng ta bấm vào phần là đăng ký ở đây. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn từng bước một, step by step, để làm sao đó bạn có thể đăng ký được tài khoản Payoneer. Và hiện tại ấy, thì Payoneer nó đang hỗ trợ chúng ta là ngôn ngữ bằng tiếng Việt. Đây là cũng như là cái cập nhật mới. Nếu như bây giờ các bạn đang thấy ngôn ngữ bằng tiếng Anh thì bây giờ bạn có thể kéo dưới bạn chọn là ngôn ngữ là tiếng Việt để mình có thể dễ dàng mình thao tác được ở đây nhá. Rồi, một số thông tin rất là cơ bản đây. Ví dụ là tên. Tên thì bạn tên với cả họ, thì ở đây bạn cũng lưu ý là bạn ghi là chữ hoa không có dấu, không cần phải ghi dấu. Sau đó là bạn nhập địa chỉ email của bạn, nhập lại địa chỉ email và ngày tháng năm sinh. Ok, thì cái bước này khá đơn giản đúng không nào? Tương tự như vậy thì tôi cũng đăng ký thông tin để làm mẫu cho các bạn nhé. Sau đó tôi bấm vào phần là tiếp theo. Ở đây là cái phần là quốc gia, thì chúng ta để mặc định là Việt Nam rồi này. Địa chỉ là cái nơi mà các bạn đang sinh sống hiện tại. Đó, cái dòng 2 thì mình không có bắt buộc. Thành phố thì ví dụ là bây giờ tôi đang ở Hồ Chí Minh thì tôi ghi là Hồ Chí Minh. Và cái mã bưu chính thì ví dụ là bây giờ tôi ở Hồ Chí Minh thì là mã bưu chính là 700.000. Nếu như ở Hà Nội thì nó là 100.000, được chưa nào? Còn nếu như bây giờ bạn ở các tỉnh thành khác á, thì bạn chỉ cần ghi trên mạng là mã bưu chính kèm theo với cái tên tỉnh của các bạn đang ở. Ví dụ như bây giờ nhé, quê tôi Thái Bình thì chẳng hạn. Tôi sẽ thử tìm từ khóa là mã bưu chính Thái Bình. Đấy, mã bưu chính Thái Bình, sau đó thì nó sẽ ra được cái mã bưu chính cho mình và mình nhập cái mã bưu chính đó vào. Đấy, mã bưu chính này, mã bưu chính Thái Bình này đó, thì tôi nhập cái mã bưu chính vào là xong nhá. Rồi bây giờ thì các bạn cũng điền cái thông tin của bạn vào. Ở đây là mình sẽ chọn là di động nha, còn cái loại điện thoại ở đây nó cộng 84, thì bây giờ chúng ta điền cái số điện thoại của mình vào là xong.
Ở đây khi mà bạn điền thông tin á thì bạn hãy nhớ là mình điền thông tin là mình không không ghi dấu nha, không ghi dấu. Không ghi dấu thì nó mới chấp nhận chúng ta. Khi mà bạn điền thông tin cơ bản của bạn thành công rồi thì sau đó bạn bấm một phần là tiếp tục. Rồi, thì cái phần là cuối cùng, đây là phần bảo mật. Tiếp theo là bạn đã nhập lại mật khẩu và nhập lại mật khẩu lần thứ hai. Sau đó thì mình đã chọn một cái câu hỏi bảo mật. Ví dụ như là tên của anh chị họ lớn nhất là gì? Lần đầu tiên bạn ra nước ngoài vào năm bao nhiêu tuổi? Thì đây là cái câu hỏi bảo mật để sau này khi mà tài khoản của bạn có trục trặc vấn đề gì đấy thì bạn sẽ trả lời cái câu hỏi bảo mật này để mình có thể lấy và khôi phục lại tài khoản của mình. Tiếp theo là bạn điền số chứng minh nhân dân hoặc là mình có thể lựa chọn là bằng lái xe hoặc là hộ chiếu của mình vào đây. Đó, điền số thông tin ở đây, được chưa nào? Thì bây giờ thì tôi cũng điền thông tin của tôi vào nhé. Khi mà các bạn điền thông tin xong rồi thì sau đó lại mình lại bấm một nút tiếp tục ở đây. Và những bước cuối cùng rất là đơn giản. Thì chỗ này á, là khi mà mình điền thông tin á, là điền thông tin tài khoản ngân hàng. Thì cái cơ chế của nó như thế nào? Giả sử đi, bây giờ các bạn đã làm Clickbank hoặc là các bạn đang bán hàng Amazon Affiliate với họ đúng không? Hoặc là bất kỳ những cái nền tảng network khác để bạn kiếm tiền ở trên online. Thì tiền nó sẽ được chuyển từ những cái network đó, ví dụ từ Clickbank nó sẽ chuyển về Payoneer và sau đó thì bạn nó sẽ liên kết với một tài khoản nội địa tại Việt Nam để các bạn có thể là nhận cái số tiền đó về cái tài khoản ngân hàng của các bạn. Được chưa nào? Thì bây giờ nhá, ở đây là chúng ta đang làm theo cá nhân thì chúng ta chọn ở đây là mình là tài khoản cá nhân. Sau đó là mặc định là Việt Nam và là Việt Nam đồng rồi đúng không nào? Tiếp theo này, ở đây chúng ta điền là cái tên ngân hàng của mình vào. Ví dụ như bây giờ các bạn là ACB hay là ngân hàng Vietcombank hay gì đó. Ví dụ như bây giờ tôi sử dụng là Vietcombank đi thì tôi thử gõ là Vietcombank đi. Đó thì nó sẽ ra cái gợi ý cho mình đúng không? Còn nó giả sử nếu như bây giờ mà bạn nó tìm mà không có ra cái ngân hàng của bạn á thì ở đây đa phần là nó hiện bằng cái tên tiếng Anh đúng không nào? Đó. Ví dụ là ANZ Bank này hoặc là Bank of China này. Đấy thì bây giờ đây, giả sử đây tôi bây giờ tôi sử dụng ngân hàng là Vietcombank thì mình sẽ search là cái tên ngân hàng bằng tiếng Anh. À đúng rồi, nó có hiện ở đây này. Mình sẽ search tên ngân hàng bằng tiếng Anh. Sau đó thì mình chọn vào cái đầu tiên luôn. Tên ngân hàng bằng tiếng Anh. Bây giờ là tôi đang sử dụng là Techcombank chẳng hạn. Đây thì nó sẽ ra hiện cái tên ngân hàng này. Việt Nam Technological. Đó thì chắc chắn là bây giờ mình copy ra thì nó sẽ ra cái ngân hàng có sẵn đây mặc định rồi nha các bạn. Hoặc là bây giờ là mình sử dụng ngân hàng là Vietcombank đi chẳng hạn. Vietcombank VCB. Đây, kéo xuống dưới. Vietcombank thì chắc chắn nó bắt đầu bằng chữ V đúng không nào? Citibank này. Ocean Bank này, Tiên Phong Bank này. Đó là một vài những cái ngân hàng tiếng Anh của người Việt á. Hay là Sacombank này, đấy thì nó cũng có cái tên tiếng Anh không dấu để mình có thể dễ dàng mình tìm được. Đâu, bây giờ giả sử đi bây giờ tôi sử dụng là Vietcombank. Đây, Vietcombank đây. Ngay trên đầu. Đấy. Thế tôi copy cái tên tiếng Anh của họ. Sau đó thì tôi sẽ dán nó vào đây. Tôi dán nó vào. John Stock Bank Foreign Trade of Vietnam. Đây chính nó, đây, ngân hàng Vietcombank. Sau đó thì mình đã điền cái tên số tài khoản của mình vào. Thì cái tên đây thì mình cũng ghi không dấu như các bạn. Tên đây là tên chi nhánh, sorry các bạn, đây là tên chi nhánh. Thì cái tên chi nhánh ở đây, tên chi nhánh ở đây là mình nó sẽ ghi là cái tên chi nhánh nhưng mình cũng ghi là không dấu luôn nha. Tiếp theo ở đây đó là tên ngân hàng của mình. Đây tên ngân hàng, à tên tài khoản của mình, tên tài khoản của mình cũng ghi không dấu. Và tiếp theo là bạn đã nhập là số tài khoản ngân hàng. Và cuối cùng á, là cái SWIFT. SWIFT ở đây, đó, ví dụ như bây giờ chúng ta không biết SWIFT là cái SWIFT code là gì. Thì bây giờ tôi chỉ cho các bạn này, các bạn hãy lên Google mà search tiếp nhá. SWIFT FIT code, giả sử đi bây giờ tôi sử dụng là Vietcombank. Các bạn sử dụng ngân hàng nào thì các bạn đã tìm cái SWIFT code của ngân hàng đấy. Ví dụ bây giờ của Vietcombank đi thì nó sẽ ra cái SWIFT code này.
ở đây đó, BFT VVN đó, thì mình copy cái này đó, sau đó mình sẽ dán nó vào đây, dán nó vào đấy. Thì nó chỉ có hai cái mà các bạn cần lưu ý thôi. Cái thứ nhất đó là cái tên ngân hàng bằng tiếng Anh, thì các bạn nó có thể là search cái từ khóa là tên ngân hàng Việt Nam tiếng Anh đấy, và cái số 2 đó là mã SWIFT code. Sau đó thì cái thông tin đây nó là thông tin của bạn rồi, và khi mà bạn đã làm xong rồi thì bạn bấm vào phần là tôi đồng ý ở đây, và bạn đã gửi cái thông tin cho họ. Thì khi mà bạn bấm gửi á, thì tiếp theo nó sẽ ra được cái màn hình như vậy này. Nó sẽ ra màn hình, có nghĩa là bây giờ nó sẽ ra một cái thông tin, nó là chúc mừng bạn là bạn đã hoàn thành được cái hồ sơ để đăng ký rồi. Và sau đó thì họ sẽ cần phải xét duyệt. Trong cái quy trình xét duyệt này á, thì nó đâu đó sẽ cần khoảng là trong một vài ngày, hoặc cũng có thể là sẽ nhanh hơn. Họ sẽ gửi qua cái email mà bạn đã đăng ký với Payoneer, được chưa? Đấy, và sau khi mà các bạn đã hoàn thiện xong cái bước là quá trình xem xét ở đây rồi đó, thì bạn nó sẽ cần điền thêm một vài cái thông tin cơ bản nữa, ví dụ là một vài những câu hỏi bảo mật. Thì trong cái phần là phần tiếp theo, cái phần đó nó rất đơn giản đấy. Thì cuối cùng á, là họ sẽ giao cho các bạn đó một cái thẻ ghi nợ trả trước. Thì cái thẻ này đó là cái thẻ cứng, nó bước số 3 thẻ cứng. Tuy nhiên rằng khi mà bạn giả sử đi bây giờ bạn chưa có thẻ cứng này, thì bạn vẫn có thể là điền thông tin về Payoneer đó, và bạn có thể nhận được tiền. Sau đó thì bạn á, đây nhá, thì tôi sẽ viết cái quy trình ở đây để các bạn sẽ dễ hình dung này. Đấy, giả sử đi bây giờ các bạn vẫn chưa nhận được thẻ cứng, thì lúc này á, là giả sử bạn đang làm Clickbank, thì bây giờ ông Clickbank này ông sẽ trả tiền nó về Payoneer đúng không nào? Và có phải là vừa nãy bạn cũng làm một cái bước là bạn đã liên kết với tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, thì lúc này các bạn có thể là hoàn toàn là bạn rút về tiền mặt, rút về tiền Việt Nam đồng. Đó, ngay cả khi mà bạn vẫn chưa nhận được cái thẻ cứng nha. Đấy, thì cái bước nhận thẻ cứng cũng được hay hay không cũng chưa sao cả. Đấy, được chưa? Thì như vậy là bạn đã hoàn thành xong cái bước đăng ký Payoneer, và sau đó thì đâu đó khoảng một vài ngày, hoặc là có thể là nhanh hơn 12 giờ cho tới 24 giờ, thì lúc này bạn sẽ nhận được một cái email để có được cái thông tin như sau này. Lúc này bạn sẽ nhận được cái thông thông tin qua email, và sau đó bạn bấm vào phần đăng nhập. Đó, bạn đăng nhập vào email của bạn. Đó, bạn đã đăng ký email với cả Payoneer và cái mật khẩu bạn đăng nhập. Thì ở đây thì tôi đã đăng ký tài khoản Payoneer rồi. Đó, thì bây giờ tôi sẽ quay lại cái phần đó là trang chủ của họ nhá. Sau đó là bây giờ tôi sẽ đăng nhập vào. Tôi sign in này. Đấy. Còn nếu như bây giờ bạn là tài khoản mới thì bạn cần phải chờ đợi. Đó, tôi sign in vào. Ok. Trong phần sign in này thì chúng ta cũng có thể là để mình đi thông qua một vài cái cơ bản, ví dụ là trong phần cài đặt là các bạn có thể đổi mật khẩu, và bạn có thể là thêm cái thông tin tài khoản ngân hàng của các bạn. Đó, và các bạn có thể sửa được hồ sơ thông tin cá nhân về số chứng minh nhân dân, hoặc là số điện thoại để xác thực, hoặc là địa chỉ để các bạn nhận hóa đơn. Thì cái phần này nó rất là dễ đơn giản nha. Tiếp theo là ở đây nó có cái phần là rút thanh toán này. Thế giả sử nha, bây giờ các bạn đã nhận được tiền là tiền đô la ở đây, thì sau đó thì bạn có thể rút thanh toán, thì nó sẽ về cái ngân hàng địa phương của bạn trong 1 tới 2 ngày giờ làm việc. Và sau đó thì bạn có thể là lấy số tiền đó từ ngân hàng địa phương này, bạn rút về tiền mặt của các bạn. Đấy, rất là đơn giản thôi. Thì đây là cái giao diện mới nha, đây là cái giao diện mới của Payoneer mà hiện tại thì tôi đang review cho các bạn. Đó, và nếu như bây giờ các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì bạn có thể đặt ở phía bên dưới video này, thì tôi sẽ trả lời những cái thắc mắc của các bạn một cách nhiệt tình nhất. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye các bạn.